Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tấm gương vì cộng đồng của các hiệp sĩ đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Gọi các anh là hiệp sĩ, nhưng các anh vốn là những người dân bình thường tự nguyện tham gia bắt cướp, một việc rất nguy hiểm, không ai bắt buộc nhưng các anh vẫn làm. Trước hết bởi tấm lòng nghĩa hiệp và tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng. Việc làm của các anh càng đáng trân trọng khi mà căn bệnh vô cảm đang xuất hiện ngày càng nhiều ở trong xã hội. Hiệp sĩ đường phố, khắc tinh của tội phạm. Họ là những thanh niên dũng cảm, nhiệt huyết và thầm lặng trong việc bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Họ là những người giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, ăn cơm nhà, vác thùng và hàng tổng. Họ thừa biết khi đối mặt với những kẻ phạm tội có thể bị thương, thậm chí bị thiệt mạng. Vậy mà vì sự bình yên cho khu phố, cho xã hội, họ sẵn sàng xông vào những đường của mình. Vì tại vì mình đại diện cho pháp luật mà mình đâu có sợ cái nguy hiểm đâu. Tại vì mình bắt thì theo cái kiểu là những cái đối tượng á, nó không thể ngờ lúc mà nó bị bắt, không thể ngờ được. Tại vì do mình không cần nhất quyết phải chi hô để mà bắt liền. Có thể là anh giật ở đây nhưng mà có thể anh đi qua quận khác thì từ từ vẫn bắt. Gần đây, việc những người dân thường, họ được gọi là những hiệp sĩ đường phố, với những vụ tay không bắt cướp lại xuất hiện nhiều trên báo chí như thời gian qua. Xã hội vui mừng vì ngày càng có nhiều tấm gương vì cộng đồng nên hết lòng ủng hộ. Ví dụ như ở trong phường chúng tôi thì có anh Huệ Hùng, ví dụ như vậy thì hoặc là ví dụ như anh Tiên ở Bình Dương chẳng hạn, thì phải nói là chúng tôi rất khâm phục những cái hành động của các anh. Nếu như ở các địa phương nào cũng có một trận Huệ Hùng hoặc nhiều trận Huệ Hùng thì tình hình trật tự an ninh của phường 14, của thành phố nói chung và phường 14 nói riêng sẽ tốt hơn. Trường hợp của anh Trần Huệ Hùng cũng như nhiều điển hình khác nữa cho thấy một lối sống đẹp đang tồn tại trong xã hội. Song trên con đường gian nan chống lại cái xấu, cái ác trong xã hội, nếu chỉ có quần chúng, những cá nhân dũng cảm thôi chưa đủ mà cần phải có sự phối hợp của lực lượng chức năng. Lực lượng công an nhân dân thì cái cơ quan là quản lý của lực lượng công an nhân dân là phải có những cái là biện pháp mà quản lý, giáo dục, điều hành công việc của cảnh sát khu vực làm sao để là cho nó phối hợp nhịp nhàng là giữa cái tấn công tội phạm và vận động nhân dân để là tấn công tội phạm, phòng chống tội phạm có hiệu quả. Anh Hùng tâm sự, dù biết việc tự nguyện theo dõi và bắt tội phạm nguy hiểm đến bản thân, nhưng vì cộng đồng anh vẫn muốn tiếp tục làm công việc này. Tuy nhiên, việc quần chúng tham gia tích cực không có nghĩa là chúng ta quên rằng trách nhiệm chính trong việc giữ gìn an ninh và đối mặt với tội phạm vẫn thuộc về lực lượng chức năng ở mỗi